Ngày 28 tháng 2 năm 2006, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 211 Quân đội Ủy ban Nhân dân thành lập trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, trường mượn tạm cơ sở vật chất của Trung tâm dạy nghề tỉnh cùng 10 phòng học và 4 phòng làm việc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, trường Trung học Phổ thông Hùng Vương đã tạo ra nhiều thế hệ học sinh giỏi giang, giúp ích cho đất nước, trở thành địa chỉ học tập đáng tin cậy của mọi học sinh trên toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục. Tập thể sư phạm nhà trường đã từng bước khẳng định được chất lượng giáo dục, là trường duy nhất và đầu tiên của tỉnh Bình Phước trong khối không chuyên tham gia thi học sinh giỏi Olympic lần thứ 16 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, trường đã đạt 10 huy chương vàng, bạc và đồng. Đến năm 2013-2014, trường đã được xếp vào top 200 trường có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Chỉ sau hơn 6 năm thành lập, trường đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia, đồng thời được Sở Giáo dục Đào tạo công nhận là trường Trung học Phổ thông Hùng Vương chất lượng cao của tỉnh và được tuyển sinh toàn tỉnh. Cơ sở vật chất nhận được sự quan tâm của các cấp, phụ huynh học sinh. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của trường đã được xây dựng khang trang, sạch đẹp với thiết bị cơ sở vật chất đầy đủ. Các dãy phòng học tập cao tầng kiên cố, khang trang với hệ thống lớp học rộng rãi, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho việc dạy học. Phòng đa năng cực kỳ lớn là nơi để các em hoạt động cũng như nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các tiết học thể dục. Lớp 12D2 gồm 45 thành viên, 9 bạn nam và 36 bạn nữ. D2 là một tập thể rất đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. 2 năm là quãng thời gian không dài cũng chẳng phải ngắn, nhưng đã đủ để cho chúng ta nhìn nhận và thấu hiểu nhau hơn. Từ những con người xa lạ trở thành đại gia đình D2 đoàn kết. Khi có những hoạt động của đoàn trường phát động thì lớp rất sôi nổi, hăng hái tham gia phong trào. Để chào mừng dịp lễ lớn như đón năm mới, lớp chúng em đã năng động tham gia hội trại xuân do nhà trường tổ chức. Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, dựng trại, múa hát, mỗi cá nhân đều rất tích cực đóng góp cho hoạt động. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, các bạn trong lớp cùng nhau tổ chức cho cô chủ nhiệm có một ngày đáng nhớ, tỉ mỉ, chu đáo chọn ra những món quà, chọn một chiếc bánh kem thật xinh xắn tặng cô. Các bạn nam tinh tế, chu đáo, tự tay viết những tâm thư, gói những phần quà nhỏ nhắn cho các bạn nữ. Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với chủ đề vận dụng các kỹ năng được rèn luyện và thực tiễn. Lớp đã chọn tác phẩm văn học Vợ Nhặt, bài múa Đẩy Xe Bò. Đồng diễn vào ngày 23 tháng 10, lớp đều rất cố gắng, tỉ mỉ, trau chuốt từng khâu như diễn viên, kịch bản, đội múa, trang phục để có một phần diễn hay và thành công may mắn.